Tức là ta cảm nhận được một loại duyên phận rất kỳ lạ. Nàng còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Khi đó nàng cũng giả nam. Đương nhiên là ta nhớ, cả đời này cũng không quên được. Lúc đó ta còn thật sự nghĩ nàng là nam nhân, còn suýt nữa đánh nhau với nàng. Không ngờ một lần gặp gỡ lại là một đời. Ta rất vui vì chàng luôn ở bên ta. Ta sẽ khiến cho nàng vui vẻ cả đời. Chàng thật sự sẽ ở bên ta cả một đời sao? Không, là 10 đời, 100 đời, 1000 đời.